Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2021. Hôm nay tôi xin được mời quý vị chiêm ngưỡng một số những cái hoa trong giàn của tôi. Cây đang đua ngọn rất là sung và đang nở. Tuy nhiên đấy không phải là chính. Cái chính là hôm nay tôi muốn mời quý vị chiêm ngưỡng một tác phẩm Brass Savola. Để tôi bỏ xuống bên dưới quay chia sẻ cụ thể với các bạn nhé. Một cái bụi Brass rất là chi chít, rất là đông vui luôn. Đầu tiên thì cái bụi này là tôi giao lưu với anh Huấn ở dưới An Giang. Lúc đầu thì nó được trồng ở trên một cái cục gỗ vú sữa. Sau khi mà mang về trong giàn của tôi thì tôi mới nhét nó vào trong một cái chậu gỗ căm xe New Zita. Và tôi cho vào trong này cái vỏ thông New Zita cỡ lớn, từ to bằng ngón tay cái trở lên, khoảng tầm 2 đến 3 cm. Và tôi có bón vào trong này là cái viên phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc 20-10-10. Ngày hôm nay thì cây này nó ra được khá là nhiều nụ, khoảng tầm này 1 này 2 3 này 3 vòi nụ, và hôm nay thì nở thêm được 2 vòi hoa. Một cái sắc tím rất là tươi. Thực sự đây là một cái giống lan rất là dễ trồng và dễ chăm sóc các bạn ạ. Năm vừa rồi thì nó không đủ nắng cho nên là nó ít hoa. Năm nay thì cây được đủ nắng và nó sung hơn, nhiều hoa hơn. Cái giống Brass này cũng là một cái giống hoa lâu tàn, nở khoảng tầm nửa tháng mới tàn các bạn ạ. Giống này thì hoa thường thơm vào ban đêm thôi, ban ngày thì ít thơm lắm, không đáng kể đâu. Cây này thì nó có cái nét khá là giống cây cát lay da, nhưng mà nó không phải là cát lay da đâu ạ, nó là Brass Savola. Không có tên, tôi không biết tên tiếng Việt của cây này là gì. Thêm được một vòi nụ nữa này các bạn. 1 này, 2 này, 3 này. Đó, là 4 vòi nụ chứ. Rất là tuyệt vời đấy. Mỗi một ngày được ngắm những cái bông hoa như vậy, cảm giác tinh thần nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều. Nói chung là ở trong giàn lan của tôi thì 4 mùa lan nở. Cây Brass này các bạn nhớ là bón phân vừa phải thôi nhé. Bón ít thôi. Nếu mà giả hạc một chậu mà các bạn cho khoảng tầm 40 viên phân thì cái này các bạn chỉ cho khoảng 20 viên phân thôi. Và trồng và giá thể thoáng một chút. Cái bộ rễ nó cũng rất là to, nó giữ nước rất là tốt. Lá mọng nước, cho nên là cũng đừng trồng ướt quá. Nó không giống như kiếm đâu. Cây kiếm trồng bằng sơ dừa nó rất là đẹp, rất là tốt. Nhưng cây này trồng bằng sơ dừa thì nó chỉ được giai đoạn đầu khoảng tầm 1 năm đầu thôi. Sau 1 năm thì cái sơ dừa nó mục đi, thì khả năng là cái bộ rễ nó dễ bị thối lắm. Và cây Brass là một cái cây mà nó rất là thích có gió. Phải có gió và phải nhiều nắng một chút thì nó mới ra hoa và nó mới đẹp được. Còn nếu mà trồng bí quá thì nó rất là dễ bị thối. Tỷ lệ thối của cái cây này vì bệnh chết nhanh là cực kỳ cao luôn. Và nếu mà các bạn phun phân, các bạn phun thuốc để chữa bệnh thì từ từ cây sẽ lụi luôn. Cho nên nếu mà bị thối thì thay vì phun thuốc có thể chữa được bệnh nhưng mà cây sẽ lụi thì tốt nhất là nên cắt đi. Cắt bỏ vết bệnh đi, xịt cồn vào vết cắt, hạn chế phun thuốc thì cây nó mới đẹp, nó mới khỏe. Thì
Thì đấy là kinh nghiệm mà tôi trồng bờ rát mấy năm nay. Và trong dàn tôi có gần 20 giống bờ rát thì tôi mới rút ra được. Nghĩa là hạn chế phân và hạn chế thuốc. Dàn thoáng, không khí sạch, giá thể giữ được ẩm nhưng mà lại thoát nước thì cây sẽ đẹp. Bờ rát thì nó có hàng ngàn, hàng chục ngàn giống bờ rát khác nhau, đủ các hình thái luôn đấy các bạn. Cho nên nếu mà sưu tầm cái này về được trồng ở trong chậu á, thì mình sẽ luôn luôn là có hoa để chiêm ngưỡng. Và đặc biệt là mùa buổi tối ấy, nó thơm lắm. Buổi tối cực kỳ thơm, ban ngày thì lại ít thơm, thậm chí là chẳng thấy thơm luôn ấy. Cho nên trong những giống bờ rát này có một cái giống người ta gọi là nữ hoàng bóng đêm. Nghĩa là ban đêm nó cực thơm, mà một cái mùi thơm nó nồng nàn, nó ngọt ngào. Rất là ngọt, rất là nồng nàn. Chứ nó không phải là một cái mùi thơm thoang thoảng đâu các bạn ạ.